Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Mình rất vui vì hôm nay lại được đồng hành cùng các bạn trong buổi xuống công Binoker số lượng lớn của nhà Yamaha phục vụ anh em chơi nhạc trong video lần này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Trước mắt các bạn chính là thùng công siêu to khổng lồ đã vượt biển xa xôi để đến với anh em trong tối nay. Đây là thành viên trong đội xuống công của team, toàn bộ nhân sự đã có mặt đông đủ. Anh em vào vị trí, đội tiến hành mở khóa công. Chốt khóa của thùng công được cắt bằng kềm cộng lực. Như trong clip, anh em sẽ thấy được chốt khóa vô cùng cứng và chắc chắn. Vì thế các bạn hãy yên tâm về những kiện đàn cơ được Minh Phụng Music nhập về đều đảm bảo được chất lượng như ban đầu trước khi về kho. Cửa công được mở và đây là toàn bộ những cây piano từ hãng Yamaha được nhiều sự lựa chọn và tin tưởng của khách hàng trên thế giới. Các thanh niên chuẩn bị xuống hàng, ba người trên bàn nâng để mở lớp bảo vệ cho chiếc piano đầu tiên đang được phủ bìa cứng toàn bộ thân, bọc ni lông che các góc và dây thần giữ cố định các vị trí quan trọng của chiếc piano. Chiếc đàn được đưa ra bàn nâng, những hộp phụ kiện được đội chậm đưa vào thùng tải. Hai thanh niên phối hợp hạ đàn xuống và đẩy vào thùng xe. Chiếc piano hơn 200kg theo ba người hợp lớp đưa vào thùng xe tải. Lúc này các bạn sẽ thấy được dây ràng của đàn vô cùng chắc chắn. Chiếc công piano này rất là hoành tráng với trọng lượng lên đến hơn 30 tấn và bên trong là 40 cây đàn cơ Yamaha thuộc dòng U1, U3, nhiều mã hiện đại theo sở thích của anh em. Đàn đã đầy, cửa thùng tải đóng lại và chuyến đầu tiên lăn bánh về kho hàng Lý Thường Kiệt. Chiếc xe thứ hai đã sẵn sàng, cửa xe mở to, lui vào và tiếp tục xuống đàn thôi nào các bạn. Để anh em có thể thấy được sự hoành tráng của đợt hàng về lần này, hãy cùng mình nhìn về chiếc công đàn cơ đã vượt biển xa xôi cập bến lần này. Trong lúc anh em đang chuẩn bị thì các bạn đừng quên rằng Minh Phụng Music đang có sự kiện giảm giá cực sốc cuối năm. Tất cả các dòng piano cơ dành cho khách hàng thân yêu khi đến tham quan và mua sắm tại các showroom của Minh Phụng Music nhé. Hãy khám phá vài thông tin thú vị về model U-Series, tất cả các cây đàn dòng U với âm thanh hay cùng kích thước nhỏ gọn, vì thế mà anh em có thể lựa được cây đàn phù hợp với diện tích nhà. Ngoài ra, Yamaha đem đến khách hàng những cây đàn với nhiều màu sắc nổi bật như là đen bóng, nâu gỗ tự nhiên, nâu bóng, đỏ rượu theo sở thích của chính bạn. Vì thời lượng clip đã dài và cũng để kịp cho buổi xuống hàng tại kho Lý Thường Kiệt, nên mình hẹn anh em ở video kỳ tới cùng Minh Phụng Music theo dõi buổi đưa các mẫu piano dòng U1 và U3 về hàng đợt này. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.